Mật độ dân cư đông đúc tại thành phố khiến các tác nhân gây hại trong không khí hoành hành. Do đó, sự hiện diện của một chiếc máy lọc không khí có thể lọc bỏ vi khuẩn, virus, bụi mịn, bụi siêu mịn và chất gây dị ứng như LG Purique AS60GH-WGO là cực kỳ cần thiết. Máy lọc không khí LG Purique thiết kế hài hòa, lọc sạch không khí hiệu quả với không gian 60m², kết hợp luồng khí 360 độ giúp làm sạch không khí khắp không gian phòng. Máy sở hữu thiết kế gọn, màu sắc trang nhã, thuận tiện đặt ở bất cứ đâu trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Máy lọc không khí LG được trang bị màn hình hiện đại với viền LED tròn chạy quanh. Hệ thống LED này sẽ thông báo cho bạn biết chất lượng không khí trong phòng qua 4 gam màu đỏ, cam, vàng, xanh, tương ứng với mức độ không khí ô nhiễm tới làm sạch. Cảm biến PM1.0 mà LG trang bị trên thân máy giúp Purique dễ dàng nhận diện bụi mịn siêu nhỏ mà mắt thường không thể thấy được. Sau đó, sản phẩm sẽ thể hiện tình trạng ô nhiễm qua đèn LED để bạn nhận biết và đưa ra phương thức vận hành máy phù hợp. Từ đó, đảm bảo không khí luôn an toàn, sạch sẽ từ bụi bẩn, chất gây ô nhiễm và mùi hôi. Bộ lọc 3 lớp bao gồm màng lọc thô, màng lọc HEPA H13 và màng lọc than hoạt tính. Hệ thống lọc 3 bước giúp loại bỏ các tác nhân gây hại như các hạt lớn, bụi mịn, virus và vi khuẩn. Đặc biệt, với ứng dụng LG ThinkQi, người dùng có thể kết nối máy lọc không khí với smartphone trong tay để liên tục cập nhật trạng thái hoạt động, tình hình không khí và điều khiển thiết bị mà không cần phải đi tới tận nơi. Trong những ngày ô nhiễm, sự hỗ trợ của LG Purique là phương án bảo vệ hiệu quả nhất cho cả gia đình của bạn.